Trong thời gian gần đây, tác phẩm Mặc Vũ Vân Gian lên sóng với sự tham gia diễn chính của Ngô Cẩn Ngôn, Vương Tinh Việt đã thu hút sự chú ý lớn từ netizen xứ Trung. Nam thần họ Vương vào vai Túc Quốc Công Tiêu Hoành cao ngạo và luôn hành xử cương quyết. Nam diễn viên được khen ngợi thể hiện hoàn hảo nhân vật được ra lần này, giúp người xem cảm nhận được một Tiêu Hoành thông minh, lạnh lùng và rất tàn nhẫn. Xuyên suốt 15 tập phim, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi diễn xuất ngoại hình của Vương Tinh Việt khi quá điềm đạm chững chạc. Đồng thời, ánh mắt của Sao Nam thể hiện đúng tinh thần thâm sâu khó đoán của Túc Quốc Công. Đông đảo netizen nghĩ rằng có lẽ nam nghệ sĩ cũng xấp xỉ tuổi 30 và trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống mới có thể diễn tả ánh mắt đó. Nhưng thực tế Vương Tinh Việt chỉ mới 22 tuổi mà thôi. Để chứng minh cho điều này, fan của Túc Quốc Công đã kết công lục lại ảnh cũ và cuối cùng đã tìm thấy chiếc vé xe phim có ghi tên thật và năm sinh của anh chàng. Ngoài ra, cư dân mạng còn đào được tấm ảnh thẻ sinh viên Học viện Hí kịch Trung ương của Vương Tinh Việt. Đáng chú ý, mặc dù mới 15 tuổi, anh chàng đã lọt vào mắt xanh của hội đồng trường và bắt đầu theo đuổi diễn xuất từ rất sớm. Các bạn có những suy nghĩ gì về những thông tin vừa rồi? Hãy để lại bình luận xuống bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì Thu Hà phải nói lời chào tạm biệt với các bạn đây. Xin chào và hẹn gặp lại.